Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Quang Huy và showbiz Việt cũng như là thế giới ngày hôm nay có rất nhiều drama hot. Hãy cùng với Quang Huy cập nhật quý vị nha. Giữa ồn ào của nghệ sĩ Hoài Linh, một sao nam hạng A bị khui là chuyện cấm sóng. Những ngày qua, dù phía nghệ sĩ Hoài Linh đã phủ nhận tin đồn bị cấm sóng trên HTV, nhưng cộng đồng mạng vẫn xôn xao. Sự dĩ chuyện này thu hút vì trước đây từng có một danh hài hạng A nổi tiếng cũng từng bị cấm sóng. Nhân vật đó không ai khác chính là MC Trấn Thành. Theo đó, vào tháng 4 năm 2017, giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long cho biết, đơn vị của ông từ chối sự xuất hiện của danh hài Trấn Thành trong show giải trí phát trên truyền hình Vĩnh Long vì phát ngôn: "Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí, hãy tắt TV." Sau vụ cấm sóng này, Trấn Thành gặp vô số chỉ trích từ khán giả. Đa phần đều ủng hộ đài truyền hình Vĩnh Long và chê bai Trấn Thành vì cách hành xử không đúng. Có khán giả còn cho rằng Trấn Thành xem thường khán giả. Tuy nhiên, ngay sau đó, nam MC đã nhanh chóng lên tiếng bày tỏ mình không bao giờ dám mạo phạm khán giả một cách ngông cuồng, cũng như gửi lời xin lỗi và biết ơn vì nhờ có khán giả mà anh mới có được thành công như ngày hôm nay. Từ xưa, MC Trấn Thành luôn bị dính vào loạt phát ngôn vạ miệng, nhưng trong những năm trở lại đây, anh đã trưởng thành, yên lặng và sống bình tĩnh hơn rất nhiều. Vậy thì ai cũng có những lỗi lầm và cũng cần có cơ hội được sửa chữa, đúng không các bạn? Lật mặt của Lý Hải tấn công các phòng vé tại Mỹ. Mới đây thì nhà sản xuất bộ phim Lật mặt 5 48 giờ vừa thông báo tác phẩm điện ảnh này sẽ được công chiếu rộng rãi tại các tiểu bang của Mỹ vào ngày 18 tháng 6 sắp tới đây. Bộ phim sẽ lấy tên tiếng Anh là Face Off 48 giờ. Và bên cạnh đó thì nhiều rạp khác tại Phoenix, Washington đã được chiếu trước đó sẽ tiếp tục được mở rộng các suất chiếu. Thành công từ chuỗi series ăn khách đã giúp cho Lý Hải trở thành nam đạo diễn sở hữu hai bộ phim thuộc top những phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Chia sẻ về lần lấn sân quốc tế này, Lý Hải bày tỏ anh muốn mang bối cảnh đậm chất miền Tây sông nước, văn hóa vùng miền để cho người nước ngoài biết đến Việt Nam và cảm nhận về Việt Nam. Đặc biệt hơn, đây là một món quà chân thành mà Lý Hải cùng với lại ekip Lật Mặt muốn dành tặng cho kiều bào Việt có thể ngắm nhìn cảnh sắc quê hương thân thuộc để thôi nỗi nhớ nhà. Wow, quả là một thông tin đáng vui đúng không ạ? Và mong rằng là tác phẩm này sẽ nhận được thật nhiều thành tích đáng mong đợi nha. Phim của Song Hye Kyo hot đến mức bị cấm chiếu. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Song Hye Kyo vốn được khán giả biết đến với hình tượng ngoan hiền, trong sáng và thánh thiện. Tuy nhiên, có một bộ phim của nàng ngọc nữ từng nóng tới mức bị cấm chiếu tại Hàn Quốc. Song Hye Kyo từng tâm sự rằng, cả sự nghiệp, cô luôn khát khao có một vai diễn đặc biệt và đa diện trong sự nghiệp. Nên vào năm 2008, nhân vật xuất khi trong phim Prestige Cuồng Tín đã được nữ diễn viên chọn mặt gửi vàng. Trong Prestige, Song Hye Kyo trang điểm đậm, dùng ánh mắt lạnh lùng để che giấu nội tâm đầy hỗn loạn, tàn ác. Bộ phim là ví dụ điển hình về sự xung đột văn hóa và cuồng tín tôn giáo trong cộng đồng người Hàn sống tại Mỹ. Mặc dù Prestige được ra mắt tại các buổi liên hoan phim Hàn Quốc, Đức và Mỹ, nhưng vẫn thất bại thảm hại vì giới chuyên môn đánh giá không cao. Thậm chí, bộ phim còn không thể ra rạp vì bị xếp loại là phim người lớn do quá nhiều cảnh nhạy cảm cùng lời thoại táo bạo. Những tưởng điều này sẽ làm Song Hye Kyo lùi bước, nhưng mới đây, mỹ nhân bày tỏ vẫn sẵn sàng đóng cảnh gợi cảm nếu đó là một kịch bản hay và xứng đáng. Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhật nhiều tin giải trí thú vị nha. Hoàng tử Thao bị ném đá vì mắng chửi fan gay gắt. Cộng đồng mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi với những ý kiến trái chiều của Hoàng tử Thao đăng tải trên Weibo. Theo đó, cựu thành viên EXO cho biết sẽ hủy bỏ tất cả các nghi thức chụp ảnh, tạo dáng và công bố hình ảnh trước khi sự kiện diễn ra vì bản thân không thích chụp. Sự việc bắt đầu từ khi người hâm mộ không biết phục trang và kiểu tóc do Hoàng tử Thao chọn, nên họ đã nhầm lẫn, chửi mắng và đổ hết lên đầu nhân viên của anh. Điều này khiến nam ca sĩ không thể ngồi im nhẫn nhịn. Anh nhanh chóng đăng tải bài viết tỏ ý rằng mình là người thực tế, trước giờ chưa từng nghe ý kiến của fan, nên muốn tìm người nghe ý kiến thì cứ việc tìm, còn để đáp ứng được yêu cầu của mọi người thì chỗ của anh vô tác dụng. Cuối cùng, anh chấm dứt bài viết với lời khuyên như dằn mặt người hâm mộ: thời gian bạn gõ bàn phím chửi người khác thì chi bằng để dành gọi điện cho người nhà, học hành, làm việc cho tốt đi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chuyện này? Mới đây thì một loạt drama cắn đét của đệ nhất thiếu gia Trung Quốc Vương Tư Thông và một hot girl làm dậy sóng cả Weibo. Theo đó, cô nàng này đã vạch mặt thói giả tạo của vị thiếu gia sát gái không nể nang ai của Vương Tư Thông. Và vụ việc bắt đầu khi Tôn Nhất Ninh, hot girl chuyên livestream trên mạng xã hội, bỗng dưng bực khóc, yêu cầu Vương Tư Thông hãy buông tha. Ngay lập tức, thiếu gia họ Vương lên mạng chỉ trích hot girl này là giả tạo, lừa đảo. Cuộc chiến 1910 lúc này mới bắt đầu bùng nổ. Sau khi Tôn Nhất Ninh tung ra hàng chục hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa hai người, thì lúc này loạt tin thả thính ác liệt sến súa đã khiến Vương Tư Thông phải nín thinh. Vị thiếu gia này liên tục gửi những tin nhắn làm phiền, chèo kéo, thậm chí là nhõng nhẽo như khó khăn lắm anh mới thổ lộ tiếng lòng, hay ngốc ạ, để anh nuôi em. Tuy nhiên, thay vì phẫn nộ với hành vi quá đáng của anh chàng thì netizen lại bất ngờ và sốc nhiều hơn. Họ không ngờ sát thủ tình trường Vương Tư Thông lại sến sẩm như vậy và yêu ai thì cũng như nhau cả thôi. Công ty đại diện chính thức lên tiếng về tin TFBOYS tan rã. Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin về TFBOYS được một blogger chia sẻ.
Theo đó thì blogger này tung tin nhóm sẽ tan rã trong vòng 10 ngày tới. Và ngay lập tức, thông tin kể trên khiến cho cả làng giải trí chấn động. Các fan của TFBOYS càng tỏ ra hoang mang, lo lắng cho thần tượng của mình. Và chính vì thế, phía công ty đại diện của nhóm đã phải nhanh chóng lên tiếng phản hồi về sự việc. Cụ thể, công ty Thời Đại Phong Tuấn khẳng định rằng công ty tuyên bố tin đồn TFBOYS đã hoặc là sớm sẽ tan rã là thông tin không chính xác, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý và yêu cầu người đăng thông tin trên nhanh chóng xóa tin đồn. Hành động kịp thời từ phía chủ quản giúp cho người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên thì đây không phải là lần đầu tiên mà TFBOYS dính tin đồn tan rã nhóm đâu nha. Vì những năm gần đây thì các thành viên ít hoạt động cùng với nhau nên nhiều lời đồn đoán về tương lai của TFBOYS cũng không có gì lạ, quá xa lạ lắm đâu. Ba người con từng muốn ra tòa chống lại Brad Pitt là ai? Mới đây, một tài liệu tòa án hồi tháng 12 năm 2020 vừa được công bố hôm 17 tháng 6 đã tiết lộ nhóm pháp lý của Angelina Jolie từng nói rằng 3 trong số 6 người con đã đề nghị được ra làm chứng chống lại Brad Pitt. Theo Daily Mail, Matt Dock, 20 tuổi, đã chia sẻ việc không có cái nhìn thiện cảm về cha nuôi. Anh chàng chỉ muốn dùng họ Jolie trong các tài liệu pháp lý thay vì đầy đủ Jolie Pitt như từng có. Người con thứ hai mà cư dân mạng phỏng đoán chính là Bastien, con nuôi gốc Việt của Angelina Jolie. Phía Angelina từng chia sẻ rằng Pitt không hề muốn cô nhận nuôi Bastien và tỏ ra tức giận khi cô cương quyết làm điều này. Người con thứ ba được cho là mâu thuẫn và muốn đứng ra làm chứng chống lại Brad Pitt chính là Cilla, con ruột của cặp đôi. Cô bé từng gây chú ý với động thái xóa tên đệm của cha mình ra khỏi profile trên trang cá nhân. Trước đó, Angelina từng cho biết cô cảm thấy việc này không công bằng vì thẩm phán đã có mối quan hệ riêng với một trong số các luật sư của phía Brad Pitt. Bạn nghĩ sao về cuộc ly hôn ồn ào này? Hãy chia sẻ cho Pitt cùng biết với nhé. Cựu thành viên WannaOne thắng kiện Cube Entertainment sau 2 năm ròng rã. Truyền thông đưa tin, cựu em út nhóm nhạc WannaOne, Lại Quán Lâm chính thức thắng kiện Cube Entertainment trong vụ hợp đồng độc quyền. Cụ thể, tòa án quận trung tâm Seoul đưa ra phán quyết, hợp đồng độc quyền giữa Lại Quán Lâm và Cube Entertainment không còn hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc Quán Lâm đã giành được phần thắng sau những lần kiện tụng ròng rã suốt 2 năm qua. Nguyên nhân vụ kiện là vào khoảng tháng 7 năm 2019, Lại Quán Lâm yêu cầu chấm dứt hợp đồng vì công ty đã bán hợp đồng của anh cho bên thứ ba và giả làm giấy tờ, ngay khi anh và gia đình đều không biết. Từ điều này, Lại Quán Lâm và Cube Entertainment đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc nam idol quyết định việc sẽ kiện. Thậm chí còn chịu uất ức khi bị xử thua một lần và bị bác bỏ đơn kháng cáo. Tính đến thời điểm hiện tại, sau gần 2 năm kiên trì, cuối cùng Lại Quán Lâm đã có thể mang về phần thắng, chính thức rời khỏi Cube Entertainment. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ vô cùng vui mừng bởi sự vất vả của Lại Quán Lâm trong những năm qua, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Black Widow được giới phê bình khen tới tấp trong buổi chiếu thử. Dự định ra mắt vào giữa năm 2020, thế nhưng vì đại dịch Covid-19, Black Widow đã bị hoãn nhiều lần trước khi chốt lịch ra mắt vào tháng 7 năm 2021 sắp tới đây. Ngay trước khi công chiếu trên toàn cầu, bộ phim đã có những buổi chiếu thử dành riêng cho giới phê bình và nhận về những đánh giá vô cùng tích cực, khiến khán giả càng hóng được xem thành phẩm chính thức. Đạo diễn Rob Keys đã viết trên Twitter: "Tôi đã xem Black Widow và phải công nhận phim hoàn toàn khác biệt so với các bom tấn trước đây của Marvel. Tuy nhân vật chính vô cùng tuyệt vời, cốt truyện tràn ngập bất ngờ nhưng vẫn rất hài hước." Biên tập Alyssa Rosso cho biết: "Các cảnh chiến đấu đầy sắc thái, một bộ phim tuyệt vời, sâu sắc về gia đình cũng như cách thế giới đối xử và công nhận tài năng của các cô gái." Biên tập của tờ báo The Secret News của Mỹ, Hub Scribner nhận xét: "Một hành trình vô cùng tuyệt vời, bộ phim gây xúc động mạnh, những pha hành động hấp dẫn, các cú twist gây sốc nhưng không gượng ép. Có ai hào hứng đón chờ một siêu phẩm mới của Marvel sắp chính thức khuấy đảo làng phim điện ảnh nói chung cũng như vũ trụ siêu anh hùng nói riêng không nào? Hãy chia sẻ với Abyss cảm xúc của các bạn nha." Và xin được cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Abyss. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin lần sau nhé.